Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên về chương vật rắn. Đó là chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định. Với nội dung này, chúng ta cần phải nắm một số nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất, chúng ta nắm được các đại lượng đặc trưng về mặt động học của vật rắn quay quanh một trục cố định. Thứ hai, nắm các phương trình động học của chuyển động quay. Và thứ ba, nắm được các mối quan hệ giữa các vận tốc và gia tốc của vật rắn quay quanh một trục cố định.